Đây nhá bác, hai cái mẫu này mẫu 6H này. 6H. Cái mẫu này là mẫu này là em thiết kế của 2 năm trước, tên là Chí Tôn Thanh Tầm. Chí Tôn Thanh Tầm, Chí Tôn Thanh Long. Đấy. Và em cũng lên video rồi. Chỗ này logo là để logo Việt Nam. Đấy. Sai cần đây. Không phải là của hãng nào nha. Cái này đấy là cái trí tuệ AI mới ra, thì thử vẽ bằng AI cái công nghệ này, công nghệ 3D in luôn trên dương cần này. Đấy. Con này thì cũng được làm rất là tỉ mỉ này. Đây là cá chép vượt vũ môn. Đấy, cá chép hoa rồng thì chỗ này là cái cổng vũ môn này. Đấy, con song rồng này. Xong trên đây là hình cá chép này. Đấy, chỗ này cá chép này. Cá chép, chỗ này là lửa cá chép, lửa rồng này. Chỗ phần giữa này là vẫn là hình hình cá chép này, còn chỗ trên này là rồng này. Đấy. Còn đây là con này thì là con hoa mực lướt. Đấy, ngày xưa thì bán hàng thì cũng có bác thách thức là có về được cái con này không, nhưng mà nói chung là lúc ấy về là cũng không được đeo tem đâu. Còn ông ngoại quan ngoại hình rồi chất liệu các thứ của nó 100% là giống. Cái ngọn các thứ này của nó giống. Đấy, ngọn này. Đấy, ngọn phụ nha, ngọn phụ của nó cũng giống ngọn chính nha. Đấy, những năm trước thì những hãng là toàn bảo là hàng hãng thì phải là hậu ngọn như này thì mới là hãng. Đấy, ngày đấy này thành cứ thích này kia. Đấy, còn bây giờ là vừa xong là có bác gọi điện mà cần thử cái mẫu 6m3 đen này, bác xem câu lục bình đấy, về bác đây câu lục bình, câu cá, câu giật thắng lên, vừa nhẹ lại còn phải vừa khỏe, thì đây là em cần lên mà cũng tiện thể làm video lên luôn đấy. Đoạn này thì chuyên hàng hãng rồi, bây giờ cũng không thích hàng hãng nữa. Đây, đây nha ba, không có cái lắp kia, không có lắp đầu là 228 gram, 228 gram. Còn đây là vẫn có đối trọng này, 228 gram nhé. Hai trăm mười sáu gram, đấy, tức là con này nó nhẹ hơn. Đấy, còn bây giờ em sẽ ra phôi xem, để bác xem. Rất là buồn cười, rất là nhiều quá. Cứ bảo là có hàng hãng không, chữ Đài Hoa không, phải có chữ Đài Hoa mới được. Nhưng mà không bao giờ phải là xem phôi cần thế nào, chất liệu cần thế nào. Cứ phải hãng. Hai mẫu này thì vẫn đang còn đủ size nhau quá nha. Vừa xong thì cân nặng rồi. Bây giờ xem qua cái phôi cần, thực ra thì hai con này cũng đều lên rồi, lên video rồi, nên là cũng em cũng không không để lại nữa. Con này con này Chí Tôn Thanh Tầm, kiểu người đấy định làm là săn hàng cơ. Size 6m3, 210 mấy gram. Nói chung là con này thì rất là đẹp luôn. Thế nhưng mà đấy là cá nhân em thấy đẹp, nhưng mà không bán được mấy, chứng tỏ là nó cũng không không được đẹp mấy. Đấy. Con cần này thì nó có một cái đặc điểm là gì à? Lúc đấy là bảo là ví dụ như là lóng số 6 là sẽ dùng chung với cả lóng số 5. Đấy, lóng sát gốc. Đây là 6m3 thì ở đây là lóng thứ 6 nhưng mà dùng chung, thì ghi chữ chung ở đây, nhưng ý là dùng chung, thế nên là bên họ lại ghi thành chữ chung TR. Và cái thời đấy là mà lúc đấy chính ra các bên kia còn chưa có cái kiểu này, nó ra vào cần một lửa cái chỗ này. Các bác cứ để ý là nó không vào chỗ rãnh trong kẻ này, nó ra một lửa đoạn này, một lửa đoạn kia, nên là ra vào cần nó cũng rất là dễ dàng. Cái lóng sát ngọn cũng có luôn này. Đấy, có một cái đen đen ở đây. Đấy. Đây là phần nóng gốc của các lóng. Cần này thì 25 chưa bán hết một lô. Là còn ngọn sơn đầu lóng của nó là màu trắng đây, các lóng bên trong này, phôi đây, phôi cần nhiều ông rất là hay nha. Thỉnh thoảng nó hình như là có cả cần hãng luôn, có một cái vẹt dọc từ cái này. Đây là cái phôi nó gấp vào thì nó bị cái, nó có cái vẹt đấy, chứ còn nó cũng không ảnh hưởng gì đến đến
bên cây cần, nhưng mà cứ phải cũng phải không có cái đấy. Nhưng tất nhiên cây cần này thì cũng không có cái đấy, nhưng có một số cây à có một số mẫu là sẽ có cái vẹt của cái phôi cần, giống như quấn quấn một lớp sọc này vào đấy, thì nó có một cái đường thẳng từ đầu đến 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 cuối luôn. Cần này thì có tặng kẽm cũng giống như ngọn chính nhé, túi của nó cũng cũng giống cái bên ngoài. Nói chung quả này thì lúc đấy là em thấy đẹp, còn bây giờ thì vẫn thấy đẹp nhưng mà không bán được mấy, tức là không đẹp. Còn đây là hoa mực nước này, hoa mực nước không có tem đâu nha. Đấy, tích báo hàng fake cũng được. À thì nó không có tem thì nó là hàng fake. Nhiều các bác cứ xem phôi ở đây này, phôi cần này. Đấy, rất là đẹp luôn. Phôi cần đèn bóng luôn, đủ size. Đây là em bác đấy phải ra size 6.3 thì em ra size 6.3. 6.3 thì các bác xem thôi. Bác xem cân nặng. Và hai con này em thấy là cái lóng sát ngọn cũng dày bằng luôn nhé, dày bằng luôn nhé. Hai con này chỉ khác nhau về bên ngoài thôi, còn hình thức, còn đâu chất liệu của cần là dạ là như nhau, là như nhau. Đấy, chất liệu của cần như nhau, thiết kế cũng như nhau. Đấy, cái, cũng có một cái vết đen nhưng cái này ít hơn này. Đấy, đều rất là đen bóng luôn. Nhiều ông rất là nhiều xốp bán hàng cứ cầm cái lóng ra xong vứt con xuống đất, thấy rất là buồn cười. Ống nhựa hình như nếu em không nhầm cái ống nhựa bé bé, ống bằng nhựa luôn đấy, cứ vứt chảy xuống thả xuống kêu gì cũng kêu cái tiếng đấy, tiếng đấy tiếng của cái ống. Ồ, dạng hình ống thì lúc nào nó cũng kêu như thế, nên là khi mua hàng các bác cứ kiểm tra hàng phôi nó có ok hay không, chất lượng có ok hay không, chứ đừng nên nghe mấy cái kiểu như là kiểu như thế. 2 size 6.3 sẽ lên video để gửi cho bác đấy. Bác đấy sinh năm 63 và cũng trải qua rất là nhiều đời cần rồi. Thế nên là chắc là nói đúng hay nói sai thì bác đấy cũng phải hiểu được là đúng hay sai. Sinh năm 63 già lứa đời người chả không biết. Cảm ơn các bác đã xem hết video.